Sau buổi quay số mở thưởng hôm ngày 5 tháng 12, thì ngân hàng này đã tìm được các chủ nhân của giải thưởng gửi tiền trúng kim cương cho chương trình huy động vốn được phát động từ hôm 20 tháng 9 đến hết 28 tháng 11 năm nay. Chương trình quay số điện tử bằng cách nhấn phím chọn ngẫu nhiên trên máy tính tại Vietcapital Bank đã được tiến hành vào sáng ngày 5 tháng 12. Với sự chứng kiến và tham gia bấm số của nhiều khách hàng, buổi quay số đã tìm ra 55 người gửi tiền may mắn. Trong đó, khách hàng may mắn nhất được nhận thưởng bộ trang sức kim cương PNG trị giá 100 triệu đồng. Đây là chương trình dành cho tất cả khách hàng cá nhân gửi tiền tiết kiệm, kỳ hạn từ 1 đến 13 tháng, với tối thiểu là 3 triệu đồng, từ ngày 20 tháng 9 đến hết ngày 28 tháng 11 năm nay tại Vietcapital Bank.